Hay chào tất cả mọi người đã đến kênh Đại Lâm Video. Giờ trận này là trận giải 44 tại sân sông Hải đang hôm nay giữa team Thanh Trẻ Bãi Biển và team Xì Phố, có sự góp mặt của Thanh Tăng Xì Phố. Phía bên Bãi Biển không có Thanh Đăng 2000, Bảo 2000, rồi hết biết rồi. Anh em nhớ đăng ký và ủng hộ cho kênh Trần Đàng Hoàng Đại Lâm nha. Mọi người nhớ share và like và share cho kênh Trần Hoàng Đại Lâm. Hiện tại thì có khoảng 20.000 khán giả đang xem buổi trực tiếp truyền hình trực tiếp hôm nay. Set 1 giữa team Thanh Tăng và team Thanh Trẻ Bãi Biển xin phép bắt đầu. Hiện tại thì khoảng có 20.000 khán giả nha. Đội Thanh Trẻ được phát bóng trước. Đội Thanh Trẻ phát bóng trước. Không. Phạt bóng không qua lưới. Điểm 1-0 cho em Xì Phố. Đập bóng tốt. Điểm 1 đều cho Thanh Trẻ Bãi Biển. Đá này mà không ngồi rồi. Xử lý bóng tốt. Điểm 2-1 cho team Xì Phố. Một pha xử lý cực kỳ thông minh của số 9. Bắt bước 1 lỗi. Điểm 3-1 cho team Xì Phố. Phạt bóng ra ngoài. Điểm 2-3 cho Thanh Trẻ. Phạt bóng không qua lưới. Điểm 4-2 cho team Xì Phố. Team Xì Phố với sự hiện diện của Thanh Thăng, một trong những cao thủ đến từ Long Thành Đồng Nai. Lại là một phát bóng ra ngoài. Điểm 3-4 cho team Thanh Trẻ. Đập bóng giạt tay trắng đi ra ngoài. Điểm 5-3 cho team Xì Phố. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm 6-3 cho team Xì Phố. Đập bóng trên tay trắng. Điểm 4-6 cho Thanh Trẻ. Một pha bật rất cao của đến từ Thanh. Trắng bóng tốt. Điểm 5-6 cho Thanh Trẻ. Thanh Trẻ với sự góp mặt tàn là team 2K nha quý vị. Hiện tại chưa có người yêu, 4 thằng luôn. Phản công làm gì đây? Thanh phản công làm gì đây? Đập bóng ra, giạt tới trắng đi ngoài. Điểm 6 đều.
đập bóng tốt, điểm 7-6 cho em 14. Một pha thể hiện bật cao hơn người của Thanh, điểm 7 đều. Anh em nhớ đăng ký và ủng hộ cho kênh Trần Hoàng Đại Lâm nha. Hiện tại sân bóng chèn Hải đang khoảng 80.000 khán giả mà không thấy khán giả nữ nào hết trơn. Chặn bóng tốt, điểm 98. Ủa lộn, 87 nha mọi người. Phạt bóng không qua lưới, điểm 8 đều cho team C4. Sau trận đấu này là trận đấu của đội chủ nhà và Hoàng Minh Coffee, mời hai đội chuẩn bị. Một pha cắt bóng đường y quá tốn đến từ Thanh Trẻ, điểm 98. Phản công. Một pha đánh bóng vượt mốc đi ra ngoài, điểm 9 đều. Hai đội ngang tài ngang sức, một bên thì lứa tuổi U28, một bên lứa tuổi U20. Sức già và kinh nghiệm. Đập bóng trên tay trắng, điểm 19. Một pha xử lý ra ngoài, điểm 11-9. Đội bãi biển này hiện tại 4 người chưa có người yêu nha. 5 người không? Rộn. Một pha xử lý cực kỳ thông minh, điểm 10-11. Và bên kia có giấy sự nhức mặt giữa bầu lĩnh. Phát bóng bằng điểm trực tiếp, điểm 11 đều. Ngoài, phát bóng ra ngoài, điểm 12-11 cho team bãi biển trẻ. Phạt bóng ăn điểm trực tiếp, điểm 13-11. Phạt bóng không qua lưới, điểm 12-13. Một pha xử lý cổ tay cực kỳ thông minh của Thanh 2002. Và hiện tại chưa có người yêu, cao gáo đẹp trai 14-12. Chẳng bóng tốt, điểm 15-12, kết thúc tranh đấu cho Tam Tăng. Hai đội bên hình. Anh em nhớ xem là like và share cho kênh Trần Hoàng Đại Lâm.